cách tạo ra một cái nền hình trong suốt để có thể chèn vào một file Word bất kỳ để tạo hiệu ứng đẹp hơn cho một cái tài liệu. Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ tìm một cái website để có những cái hình ảnh mà cho tải về với chất lượng cao. Thì ở đây là có hai cái website mà chúng ta có thể tải được rất là nhiều hình. Đây là website đầu tiên này, Pinster. Còn được cái file PNG này á, thì nó cho tải một ngày của chúng ta, nếu mà tài khoản chúng ta đăng ký free ấy thì nó chỉ được có hai hình thôi, cái vừa cô. Còn cái trang này á, thì nó sẽ được tải nhiều hơn và không giới hạn số hình tải. Tuy nhiên thì nó vẫn có những số hình là bản pro ấy, là chúng ta phải mua chúng ta mới có được. Thì đầu tiên là chúng ta tìm vào cái trang như thế này, chúng ta chọn những cái hình mà hoặc chúng ta mong muốn, hoặc có thể gọi các thầy cô có thể gõ theo cái chủ đề của chúng ta muốn ấy. Ví dụ như chúng ta gõ về hóa học chẳng hạn, gõ chem, đấy nó sẽ ra rất là nhiều. Đây thì ta sẽ chọn cái hình mà chúng ta mong muốn. Đấy, thằng cứ nhắc và chúng ta tìm khi nào mà có được cái hình mà chúng ta muốn, hình rất là đẹp như thế này. Ok, chúng ta tìm ha. Thì hai cái link này của website thì tôi sẽ để dưới phần mô tả của video, thì cô dễ tìm rất là nhiều. Tìm những cái hình rất là đẹp. Rất là nhiều hình rất đẹp với thầy cô. Ví dụ như là tôi chọn hình hình này chẳng hạn. Đấy, đây chúng ta thể lưu, bấm nút này, nhấp phải chuột bấm lưu hình thành. Chúng ta sẽ lưu vào đâu đó, ví dụ như chúng ta lưu vào desktop đi, bấm save vào lại. Rồi bây giờ chúng ta đã có một cái hình chúng ta tải về thế này, thì chúng ta cần một cái phần ứng dụng để cắt bỏ cái phần bên ngoài và chúng ta giữ lại cái phần chúng ta mong muốn thôi. Thì cái phần mềm chúng ta có xài đó là phần mềm Photoshop ha. Photoshop quý thầy cô có thể cắt ngay trong PowerPoint, tuy nhiên thao tác trong PowerPoint thì nó khó hơn cái phần mềm này. Chúng ta chọn file này, mở open, chúng ta chọn những cái file chúng ta đã lưu ở desktop, chúng ta mở nó ra. Rồi hiện tại đã có cái hình như thế này. Thì trong cái công cụ chọn cắt ấy, thì quý thầy cô có cái công cụ bên này này, thì chúng ta chọn những cái vùng chọn, chúng ta chọn đây, đây cũng có chọn thế này. Khi mà chúng ta tải một cái file hình về mà nó có nghĩa là cái phần bên ngoài chúng ta muốn cắt ấy, ví dụ như đây là cái phần chúng ta muốn cắt bỏ hoàn toàn cái phần màu trắng bên ngoài này đi, thì nó đồng màu cái này rất là dễ. Thì quý thầy cô sẽ chọn vào cái này và chúng ta sẽ chọn vào cái quick này, cái magic quantum ở dưới này quý thầy cô. Đấy, chọn vào đây. Trước tiên là chúng ta phải nhìn vào cái file chúng ta có cái khóa này, chúng ta nhấp hai lần chuột trái để chúng ta mở cái khóa của hình này ra và bấm OK. Sau đó ta chọn một cái vùng mà chúng ta muốn cắt, thì ở đây là vùng màu trắng này, ta chọn cái vùng này nó sẽ chọn hết toàn bộ cái vùng màu trắng của chúng ta. Chúng ta muốn chọn là những cái vùng bên phía bên này thì chúng ta ấn shift và chọn vào những cái vùng mà chúng ta muốn cắt. Chọn hết những cái vùng mà chúng ta muốn cắt ở đây. Rồi sau đó có thể có ấn phím delete trên bàn phím. Sau khi có như thế này rồi thì quý thầy cô sẽ để vào cái hình này, để nhất là để ngay vào cái chỗ cái phần mà đã cắt rồi ấy. Đấy, phần trống nào cũng được, nhấp chuột phải và chọn delete bỏ này. Chọn rồi, như vậy chúng ta đã có được cái hình dạng PNG, dạng trong suốt như thế này. Sau đó quý thầy cô bấm vào file, chọn save as. Đấy, mình sẽ chọn hình, ví dụ như là hình đặt tên hình 1 chẳng hạn. Dưới cái dạng format này thì có thể cô chọn là PNG. Đấy, chọn cái file là PNG. Rồi ta chọn lưu vào cái cửa sổ của chúng ta, thì chúng ta chọn save as. Bấm OK. Rồi, như vậy chúng ta đã có được cái hình PNG trong suốt. Trong suốt rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chèn vào cái file Word của chúng ta. Ví dụ như ở đây tấn công cái file Word thế này, chúng ta muốn chèn cái hình này vào. Thì thầy cô bấm insert này, chọn picture, chọn từ máy tính của chúng ta. Đấy, chúng ta để hồi này chúng ta lưu ở đâu, lưu desktop này. Thì mình chọn cái hình đây, chính là cái hình PNG chúng ta insert vào đây.
À, quý thầy cô có thể chọn ở đây là cái layer, có nghĩa là nằm trên nằm dưới vậy đấy, chúng ta chọn nằm trên ha. Đó thì nó sẽ đè trên này hình chúng ta. Đấy. Cái hình của chúng ta rất là trong suốt và ta di chuyển của nó cũng dễ dàng hơn. Đó. Nó sẽ không mất vào những cái em ta đè lên như thế này này, đấy, cô. À, thì chỗ nào mà hình nó đè lên thì mới có thôi. Chúng ta có thể nằm trên nằm dưới tùy ý, chúng ta cho nằm dưới chữ chẳng hạn như này. Đấy. Thì đấy, nó rất là trong, nó đẹp, nó di chuyển này. Đấy, thì cô thấy không? Chúng ta có thể di chuyển đi bất cứ chỗ nào đấy, nó rất là đẹp. Đấy, không có mất, nó những cái bên ngoài nó không hề mất này, như cô, đó. Nó không có hề đè lên chữ luôn, mà chỉ có nằm cái hình thôi. Đó, thì đó là một cái thủ thuật là chèn hình hóa hoặc cái hình gì đấy và một cái tài liệu làm sao nó sinh động hơn cái tài liệu của chúng ta. Với thao tác rất là dễ, rất là dễ. Ở đây chúng ta có thể thao tác lại một cái nữa cho quý thầy cô coi ha. Chúng tính chọn hình hình này đi. Đấy, quý thầy cô nhấp chuột phải này. Chọn lưu hình ảnh thành. Chúng ta chọn lưu ở desktop luôn. À, chúng ta siêu xong. Sau đó chúng ta mở cái phần mềm Photoshop của chúng ta lên. Đấy, chúng ta chọn File, Open. Chọn vào cái hình của chúng ta đã lưu này. Ở đây thì nó có khá là nhiều những cái mảng Vector Stock này chúng ta cần cắt đi. Thì quý thầy cô chọn lên phía trên này này, cái hình này dạng vuông này này. Đó, thì chúng ta kéo ha, kéo toàn bộ cái phần này. Đấy, chúng ta mở khóa hình, nhấp chuột trái hai lần vào cái khóa này, bấm OK. Rồi sau khi chúng ta chọn xong bấm Delete. Rồi sau đó quý thầy cô muốn xóa cái toàn bộ cái phần màu trắng ở bên ngoài thì chúng ta sẽ chọn vào cái Magic Tool này, Magic Wand Tool. À, chúng ta sẽ bấm toàn bộ cái phần màu trắng ở đây, nó mất luôn cái phần màu trắng này của cái cô này. Đây, nó khó hơn. Đây là cũng có phần biến màu trắng luôn. Này, tính bỏ luôn cả cái hình của cô bên này. Delete. Để chọn Magic Wand Tool, chọn toàn bộ cái này. Và chúng ta bỏ này. Rồi, tính bỏ luôn hình của cô gái bên này. Đây là hình của chàng trai ở giữa thôi. À, chúng ta chọn cái hình nào mà chúng ta chọn nó dễ cắt. Bên này chọn Magic Wand Tool. Bỏ phần này. À, bỏ đi tất cả những cái phần mà chúng ta muốn bỏ đi. Là bấm phải chuột và bấm Delete. À, như vậy chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ save lại. Bấm File, Save ặt. Chọn Desktop, chúng ta chọn hình 2 đi. Đấy, ở đây chúng ta sẽ chọn file là dạng file là PNG. Rồi chúng ta lưu lại. Bấm OK. Rồi như vậy chúng ta đã có được một cái file. À, có một cái file dạng PNG trong suốt để chúng ta có thể chèn vào cái tài liệu của chúng ta. Đấy, ở đây chúng ta bấm là Insert. Và chúng ta bấm Insert Picture. Đấy, chọn hình của chúng ta vừa lưu này. Đấy, nó chọn đè lên tài liệu. Đấy. Chúng ta đã chèn được một cái file hình của chúng ta bất kỳ trong suốt, nó không có bị đè lên chữ của chúng ta. Đó. Nó tạo ra cái khoảng không gian trống rất là nhiều cho cái tài liệu của chúng ta. Chứ nếu chúng ta để cả một cái file hình nó tải về mà nó có nền ấy, thì khi chúng ta làm ra nó bị choáng cái tài liệu của chúng ta và làm cho sự sắp xếp của tài liệu của chúng ta nó bị rất là khó chịu, rất là khó sắp xếp. Ở trên đây Tấn là chia sẻ với cái cô một cách tạo ra một cái file hình trong suốt dạng hóa học. Và hai cái trang chúng ta có thể tải được hình hoa học rất là đẹp là hai cái trang này. Tuấn hay dùng hai cái trang này. Rồi, kính chào quý thầy cô.